Hello, chào cô chú anh chị lại chăn nuôi Bến Tre. Hôm nay lên ăn cặp bò cái Bushin tờ lứa lứa cô chú anh chị, con 10 tháng, con 7 tháng ha. Giờ mời cô chú anh chị xem nội dung nha, cả lý mua liên hệ cho em. Giá con cực chịu thương luôn. Đây. Hiện bò này chiều cao đảm đo là 1m15 bò nè, con không sao nè. Con này tầm 6 tháng mấy, 7 tháng bò ha. Đó. Giá cực kỳ chân cẳng nè, xương sống là đứng thẳng băng luôn chú anh chị, xương to ha. Đúng mếm nè, đúng như nhiễu luôn. Đó. Màu đỏ mặt luôn cô chú, đỏ sậm luôn. À, con này thì nó vô vậy nó hay như mũi nó hơi ấy ha, không có gì hết. Thấy mặt là nghiêm chỉnh là đầu tôi rủi cô chú anh chị, gu bật ha, con này gu bật nè cô chú anh chị, xé lưng nghiêm chỉnh, lưng đôi luôn nè, lưng nó là như cái đường ngương cô chú thấy không? À, lưng đôi nha, lưng như cái đường ngương luôn. Em mong cô chú anh chị mình thấy cái giá ưng ý mua thì liên hệ cho anh em. Đó. Con này chiều cao đâu không sao, 1m26 bò là cô chú anh chị. Con này 10 tháng bò rồi nha. 9 tháng 10 tháng dao động khung đó đó. Con này cũng sái thức nghiêm chỉnh luôn, đầu tụ rủi nè cô chú anh chị. Sái lưng nè. Đó. Chân cẳng là không có hiện tượng xương gối, không xuống lúng, không có rút lột gì hết em. Đó, chân cẳng thì cô chú anh chị lên kiểm tra bò trước khi thanh toán. Đây sái này khá nghiêm chỉnh nha chú anh chị. À, rồi thì con bò này con bự hơn chú nhà bán giá là 17 triệu giá tại chuồng nha, con nhỏ bán giá 14 triệu đó. 17 14, thì cô chú anh chị nào gần xa ưng ý mua liên hệ cho em. Một màu không có lem luốc gì hết nè, con nhỏ là đích lưng đôi luôn chú anh chị. 14 triệu kì nha. Sái mặt sái lưng này nghiêm chỉnh, gu bật xương to nè, hàng khung xương của nó cũng như vậy, khỏi chơi phải chơi chỗ nào. Đây màu rõ mặt luôn ha. Rồi giá là 15 triệu, con này giá 15 triệu nè cũng như vậy. Quỷ nó lại đó nữa. Ăn bò nhỏ, ăn bò bên đây giá 17 triệu nè, cũng lúng yếm, lúng yếm bài bản của chúng vậy, xương sót khỏi phải nói tới nè, còn lúng ha. Đây chân sau chân trước, hai bò dạng bò bô lai sinh ha. Hình ảnh em gửi cho cô chú anh chị mình xem, mong chú anh chị thấy giá ưng ý mua liên hệ cho em. Cực kỳ không? Qua. Hai con này thì cô chú anh chị mua về làm giống nền sinh sản ha. Giống nền đứng chuồng luôn, mấy bò này mình gieo tin là gieo tin không có kén bò là chọn. Đó, giờ hình ảnh cứ gửi cho cô chú anh chị mình xem đầy đủ hết chi tiết, mong cô chú anh chị thấy giá ưng ý được mua được liên hệ cho em nha. Rồi giờ hình ảnh thầy Giang em đã xin kết thúc video tại đây ha, để cho cô chú anh chị mình cứu lại đi. Thì giá là con 17, con 14, con 17 này tầm giá là 9 tháng bò đi lên. À, chiều cao không sao, đo mét là 26 bò nha. Còn con này thì tầm 6 tháng rưỡi bò đi lên, tầm giá là chiều cao là 1m15 bò đi lên nha, không sao. Thì giá là 14 triệu. Hình ảnh nè, cô chú chị thấy không? Kỳ luôn.
hai cái đồ tu dỗi nha, bô lên xin đó, hãy cô chú anh chị nào thấy ưng ý mua liên hệ liền cho anh em về mình nuôi và làm mồi giống ha. Rồi. Ê. Rồi. Để tiếp tục hình ảnh hôm nay em lên một cái tơ ha. Con này anh chủ nhà anh gieo tinh được 2 tháng ha. Thì bán là em bán bên đây bán là không có bao chữa nha, bán 2 tháng. Nè bung vú cho em hỏi cái sao. Thì bán giá ngang nữa, cô chú chị mình thấy được ưng ý thì mua, không ưng ý thì thôi ha. À chân trước nè. Lùng ha, mẫu xin bô xin lùng nè. Đó, lúng yến lúng chèn luôn chú chị. Vú thì nó có giả tần nè. Đó, nhưng mà bán anh trong nhà bán nó không có bào chữa nè. Mới 2 tháng mà chưa thú y nào khám được nên không có bảo đảm bào chữa được. Có gì về lũi không chữa mình cũng gây trục trặc chữa không gì. Đó. Xoáy mặt nè. Xoáy lưng này cô chú chị. Bò nó hết tiếp cái lưng này, xong lưng nữa nè. Đây là mà hay gơi hồn không bóng mà lụng lông nhiều lắm đó. Chiều cao bò là giữa lưng nè, em đo 1m21 rồi. Rồi giá tiền anh trong nhà anh muốn giá là bán là 23 triệu, thì cô chú chị nào ưng ý mua được thì liên hệ cho em ha. Em cậy đu nè, hết bé cậy đu của chú chị. Anh gọi lại đi đó, quay cho ta coi cái đu. Cái đu nó mà bằng tay. Đây con chạy đu nè, hết biết xong lưng không qua teo héo luôn ha. Nói chung là đã qua mà phòng phòng mới sợ qua teo là chắc có thể là chữa là tỷ lệ cũng hơi cao, 70% chữa, 30 không chữa đó. Thì em bán đây là có nói rõ ràng ha. Con này thì hơi lớt đôi lăng hả, lớt đôi lăng rồi nghe chú nhà, chú nhà nó báo là lớt đôi lăng rồi đó. Thì cô chú chị nào thấy ưng ý mua thì được thì liên hệ cho em, giá là 23 triệu. Này mua vậy mua hên xui luôn nè, hên thì mình nhờ ha. Tơ liên đó, tơ luôn ha. Yeah, cô chú gì nào gần xa ưng ý được mua liên hệ cho mình em. 23 triệu. Hết được cái đuôi. Đúng rồi, đúng yếm, đúng yếm nè, chân cẳng móng sò ha. Đúng chuyện. Đầu vú nè. Đó. Nó có tìm vú à trời. Ừ, không sao. Bò này thì gieo tinh rồi nè, có đúng vậy đó. Thì cô chú chị nào ưng ý mua được thì liên hệ. Rồi đi hát thường ha. Rồi nó ú đề đảm được hát bếp bọt đúng vậy. Rồi thì cô chú chị nào thấy ưng ý mua thì liên hệ. Giờ em mới quay đầy đủ hết rồi đó. Gu không gương rồi. Bằng tay.